nhưng vô thập toàn, ai cũng sẽ có lỗi trong cái cuộc sống của mình, ai cũng sẽ có những cái điều nó chưa hoàn hảo. Cho nên là bây giờ đối với những cái sai lầm nhỏ nhặt của người khác, hoặc là đối với những sai lầm của người yêu mình á, mà cái người bạn đời này nè, họ để ý, họ chú tâm quá nhiều, họ cứ đề cập vào nó quá nhiều, thì họ chưa có là một cái người có khí phách. Bởi vì những cái chuyện nhỏ nhặt như vậy mà họ không bỏ qua được, họ không có chú tâm để cải thiện giùm mình, mà họ cứ nhắc để làm cho mình giảm đi cái giá trị và nâng cái giá trị họ lên, thì không phải là một người mà lý tưởng để chúng ta chọn người yêu. Rồi tiếp theo là người này có thận trọng và tỉ mỉ hay không, có làm mọi thứ với cái cách tốt nhất hay không, với cái khả năng của bản thân của mình hay không, có giữ chữ tín, có chân thành trong cách đối nhân xử thế với tất cả mọi người xung quanh hay không. Cuối cùng, khi mình chọn một cái người mà mình đi với họ cả cuộc đời, thì mình xác định là họ có phải là cái người dám chấp nhận mọi cái khó khăn trong cuộc sống hay không. Nếu như mà họ cảm thấy là thôi khó khăn quá, tôi bỏ của chạy lấy người á, thì đây không phải là một cái người mà lý tưởng, là một cái người có khí phách để mình lựa chọn. Thì với một số cái cách như thế này ha, cô giới thiệu để các bạn, ví dụ như mình chọn người yêu hay mình chọn crush gì đó, mình cũng nên gạch ra những cái đầu dòng. Thì không biết cái chuẩn lý tưởng của các bạn là gì, các bạn có thể comment ở đây cho cô Nghi với thầy Hiếu với lại cả cô Ngân xem thử là bây giờ cái gu người yêu của Gen Z có gì thay đổi hay không. Gì giống Đỗ Mixi hả cô ơi? Rồi để về cô tìm hiểu thêm Đỗ Mixi. Cảm ơn các bạn đã thêm một cái idol mới cho cô. Hồi nãy cô có nghe thầy Hiếu nhắc về cái cụm từ bạn đời ha, mà cô cũng khá là tò mò nha các bạn. Đối với những cái chủ đề mà liên quan tình yêu, không phải chỉ các bạn mà bản thân cô cũng rất là thích nghe. Thì không biết thầy Hiếu có tiện cái việc chia sẻ ở đây luôn không, để cô Nghi cũng lấy giấy nốt lại để xem là mình chọn bạn đời thì mình cân nhắc những cái tiêu chí nào, những cái khoản nào. Rồi các bạn cũng lấy giấy nốt lại nha. Chúng ta sẽ chuẩn bị đến với một chuyên gia. Mời thầy Hiếu. Các bạn ạ, khi mà được phụ nữ hỏi về tiêu chí á, thì các bạn trả lời kiểu gì cũng chết. Các bạn trả lời thật cũng chết, mà các bạn trả lời sai cũng chết. Đấy là lý do vì sao mà đàn ông sau khi cưới vợ thường thì sau 3 năm là câm. Cho nên là tại vì là đâu có dám trả lời đâu. Thế nhưng mà tại vì cô Nghi đã hỏi rồi, thế thôi mình cũng liều mình một phen trả lời, đúng không các bạn? Thực ra thế này các bạn, cái người nào mà nói về tình yêu hay nhất ấy, cái người mà thường chia sẻ về tình yêu hay nhất lại là những người đau khổ nhất trong tình yêu, đúng không các bạn? Đấy, các bạn thấy đúng rồi đúng không ạ? Các bạn sẽ thấy rằng là ví dụ như là hoàng tử thơ ca của Việt Nam đấy là Xuân Diệu đi, anh xin làm sóng biếc, hôn mãi cát vàng em, hôn thật khẽ thật êm, hôn êm đềm đằm thắm, đã hôn rồi hôn lại đến tan cả đất trời anh mới thôi rào rạt. Nhưng cả đời có hôn được người mình yêu đâu. Thế thì mà như bản thân như là cái ông Pushkin đó các bạn, cái ông Pushkin là Mặt trời thi ca Nga, ông ấy viết là gì? Cầu cho em được người như tôi đã từng yêu em.